Tần là võ sĩ chuyên nghiệp, anh lớn sân qua nghệ thuật và trở thành một trong những gương mặt mới đầy triển vọng khi theo đuổi dòng nhạc bolero. Với giọng hát sâu lắng và ngọt ngào, anh còn sở hữu vẻ ngoài điển trai và được ưu ái dành tặng danh hiệu hoàng tử bolero của dòng nhạc trữ tình, đó là ca sĩ Nguyễn Phú Quý. Những trải lòng về hành trình theo đuổi đam mê. Cái lần đầu tiên mà anh nhận một cái vai diễn, anh không có cho gia đình biết, cha mẹ anh xem, ủa sao cái thằng nào giống con trai mình quá, gọi lên cho anh, anh nói dạ đúng rồi con, bắt đầu là nghe khóc sớm. Đón xem Chuyện Tối Cùng Sao với câu chuyện của ca sĩ Nguyễn Phú Quý, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1.